Hôm nay trở nên đến với quý vị khán giả thì Trần Nên cũng không biết nói sao hơn. Trần Nên cũng không có học bài ca được, tại vì cũng nói với quý vị khán giả đâu rồi. Hôm nay Trần Nên cũng hát lại những bài cũ. Để mở đầu chương trình hôm nay thì Trần Nên không có nói nhiều đâu. Trần Nên sẽ gửi đến quý vị khán giả với bài hát được mang tên là Đoạn Cuối Tình Yêu. Kính mời quý vị khán giả cùng thưởng thức. Hai nến đi em còn khóc làm chi nữa, có nhớ có thương còn buồn còn khổ thì tình cũng đôi nơi mình cách xa rồi. Em sẽ theo ai về một phương trời, để lại phương này một người đau xót. Đêm bước đầu cũng hằng mà nhớ lúc chung đôi, tình thâm đồng phút trong quá xa xôi, đang gần gũi bỗng dâng thành ngăn cách. Nhìn bóng em dần bước nẻo đường xa, trên chiến xe qua trở đầy thương nhớ. Trời cách biệt chuyện ân tình hãy cố mà quên, dẫu biết rằng tình đầu là mong đẹp, dù không thành cũng đâu dễ lãng quên. Nhưng thôi còn nhớ mà làm chi nữa, chỉ thêm buồn thêm khổ mà thôi. Những dòng thư cũ là trả cho nhau những lời hò hẹn tình nghĩa ngày xưa chỉ còn là kỷ niệm phai nhòa. Chỉ có mình tôi thương tiếc mộng ban đầu, vân vân dở từng trang giấy mộng, dòng thư nào quen ô nhưng chẳng đây giờ xin lỗi để chừng đây là hát lại bài này bỏ lâu quá, quý vị khán giả cũng thông cảm nha. Giờ bây giờ chẳng đây sẽ hát lại vô cổ từ câu năm. Em trả cho tôi những dòng thư cũ là trả cho nhau những lời hò hẹn tình nghĩa ngày xưa chỉ còn là kỷ niệm phai nhòa. Chỉ có mình tôi thương tiếc mộng ban đầu, bâng khuâng giờ
từng trang giấy mong, dòng lệ nào quen ngô nhưng dòng thơ. Tôi biết ngày mai em lấy chồng, ba năm họ hẹn cùng bằng không. Tập thư ngày trước xin trao lại để kẻ sàng sòng khỏi phải bận lòng. Em gửi trang những lời, những tờ thư cũ, vì em sợ rằng sẽ không thể quên anh. Em sẽ là người vợ thiếu thủy chung, sống bên chồng mà nhớ thương tình cũ. Đã chia phôi mỗi người một ngã, thì còn giữ làm gì những kỷ vật tình yêu. Xin trả lại anh tất cả, hãy xem như ta đã phụ nhau rồi. Anh hỏi mai đây mình cách biệt, đường đời mỗi kẻ một hướng đi. Thôi còn thương nhớ mà chi, hãy quên tình cũ mà đi theo chồng. À, quý vị khán giả đang đến với kênh của Trần Nên. Hôm nay thì ngày 22 tháng 10 này tới nữa thì sổ số kiến thiết đã có, nhưng mà không biết Trần Nên có đi bán được hay không, tại vì Trần Nên cũng sợ. Nhưng mà Trần Nên cũng chích được một mũi ngừa rồi, chắc có thể mình không tiền, chắc có thể mình đi bán được. Thì hôm nay Trần Nên xin gửi đến quý vị khán giả thêm một bài hát nữa. Bài hát này cũng là bài hát cũ mà Trần Nên ca cách đây cơ khoảng 10 tháng trước hay gì đó. Lâu quá Trần Nên cũng quên, nhưng mà lâu quá thì Trần Nên lỡ có mà quên dấp lời, quý vị cũng khán giả cũng thông cảm mà bỏ qua cho Trần Nên với trích đoạn 12 câu Phụng Hoàng, giọng ca dĩ dãn. Chuyện ngày xưa, ở làng Mỹ An xa thăm, có hai người yêu nhau tha. Rồi có lần đang trùng dây lá quyên, em môi cười báo sai là tại anh.
nhưng anh ơi, bài hát vừa qua làm lòng em xúc động bàng hoàng. Linh cảm hai ta phải sẽ xa lìa. Mất anh đời em cô độc, bản nhạc sao cùng cơ đàn lãng phiên trùng dây, bồi quá vô tâm em bỏ quên đi lời ca tiếng nhạc. Rồi con sao đã sang sông, em đi lấy chồng bỏ xứ xa anh, bởi vật chất tiền tài hay gì danh vọng giàu sang. Rồi hôm nay đây mỗi lần em ca còn ai vào lại cung đàn, ai dỗ dành em mỗi khi em hờn dỗi. Ngủ say rồi trong giấc ngủ bình yên. Xin chúc quý vị khán giả qua cái đại dịch 19 này làm ăn suôn sẻ và được tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay trở nên xin nói lời chào tạm biệt với quý vị khán giả. Chúc quý vị khán giả trong một ngày cuối tuần vui vẻ. Chúc quý vị khán giả được dạng sự như ý. Một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại.